Xin chào các bạn, tôi là Quân Bùi, chủ xưởng tranh gỗ Bùi Gia. Và ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại Vĩnh Phúc, tại một nhà của một vị khách hàng rất là đặc biệt. Và tôi sẽ giới thiệu với quý vị rất nhiều những thông tin thú vị về vị khách hàng này. Và quý vị hãy đi theo tôi. Anh Sơn ơi! Hello anh! Chào con ơi! Nước em. Vâng. Cửa giả chắc chắn thế. Chào anh. Hôm nay gặp được ông chủ quý ở nhà rồi. Vâng, và quý vị thân mến, đây chính là anh Sơn, một trong những vị khách hàng thân thiết và rất là tình cảm của tranh gỗ Bùi Gia. Và chính câu chuyện của anh Sơn sau đây sẽ là những cái phần rất là thú vị. Và chính cái ước mơ tuổi trẻ của anh đã dẫn anh đến với tranh gỗ Bùi Gia để chế tác lên một cái tác phẩm gọi là trường tồn giá trị, đúng không anh? Anh là một cái tác viên. Mình là Sơn, ở Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Năm nay mình hơn 50 tuổi thôi. Cũng có đam mê về tranh. Đúng là bao giờ mình có điều kiện thì mình sẽ sắm một bức tranh ngoài bàn ghế để ngồi đã đành rồi, nhưng mà cũng suy nghĩ là mong muốn là sắm một bức tranh đấy, vừa để là kỷ niệm, vừa là điểm nhấn ở trong nhà ngắm nó chơi. Tất nhiên là chưa có điều kiện lắm đấy, nhưng mà cũng phải cố gắng, và ước mơ lớn nhất đấy, là sẽ sắm được một bức tranh cho mình. Năm 2017 thì cũng có đi nhiều nơi, về Nam Định, rồi về Bắc Ninh tham khảo, rồi thăm các xưởng. Sau đó thì cũng tình cờ là biết được cơ sở của tranh gỗ Bùi Gia qua một cái video ở trên mạng, thì cũng quyết định là về thăm một lần cơ sở của các em như thế nào. Sau đó này về thăm để tiếp xúc với các em thì thấy có thể đạt được niềm tin vào các em, thế cũng nhờ các em làm cho một bức tranh Tùng Hạc Diên Niên, và có thêm một vài cái chi tiết nữa theo đề nghị của mình như thế. Còn các em sắp xếp như thế nào là cái việc ấy của các em, vì mình cũng không hiểu sâu lắm. Được các em làm cho, và cái mong muốn là của mình là chỉ có làm sao để cho, một là có cái bức tranh là có cái điểm nhấn ở trong nhà đấy, hai là làm cái kỷ niệm lưu giữ lại về sau đấy, thứ ba là ước mong một cái cuộc sống hạnh phúc. Không được giàu sang nhưng mà phải hạnh phúc. Chỉ có ba cái đơn giản này thôi. Thì mình yêu cầu chú tranh gỗ Bùi Gia là phải đáp ứng được cho anh như thế. Rất đơn giản. Các em cũng đã biết là đấy, tranh gỗ Bùi Gia đã làm được cho anh như này từ những năm 2017. Đấy, tuy 2 năm, cũng được 2 năm rồi đấy. Thì cũng rất là ấn khởi, vì mình có một cái thứ mới mà các em này làm cho đẹp, thế là phấn khởi rồi. Thế cũng sau khi treo lên thì cũng thấy không phải vừa ý với cái mình đã có đáp ứng được cái sở thích của mình. Cái phấn khởi ấy. Phần khung chặt gấm này anh ưng ý đúng không? Tất cả những cái khung mà bây giờ làm bản to này của em đều chặt kiểu gấm như này, nó thủ công và chính xác là được thế này, giá trị nó cao. Đây thực chất nó là hình chữ vạn. Đây là chữ vạn. Nó không có điểm đầu và không có điểm cuối.
và nó cũng tượng trưng cho cái sự bình yên trong cuộc sống. Vạn sự như ý đấy. Vạn sự không như biết ý. Biết là như thế nào đó này. Anh đang là vạn sự như ý rồi còn gì nữa. Được trăm sự như ý đó là hạnh phúc rồi, nhưng mà anh còn được vạn sự thì còn gì bằng nữa. Mới chỉ được một sự như ý thôi. Gia đình yên ổn. Gia hòa là vạn sự an rồi. Không còn phải lăn tăn gì rồi. Ai có cái đam mê thì thích sở thích như nào đấy mà nó thực hiện được, nó tọa nguyện thì nó phấn khởi vui vẻ hơn, thế thôi nhỉ. Anh em mình chọn về ăn thế thôi, còn mỗi người cũng đam mê riêng. Còn anh thì em đã góp được một chút công sức để tạo nên cái đam mê của mình. Anh cảm ơn. Vâng.